Phản ứng của Hoa Khôi Nhí Cần Thơ khi bị nhận xét điệu và diễn vô vị. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Lê Huỳnh Bảo Ngọc từ lâu đã được khán giả yêu mến và gọi bằng cái tên Hoa Khôi Nhí Cần Thơ. Bên cạnh việc học tập, cô bé còn tham gia nghệ thuật sôi nổi. Trước những lời nhận xét trái chiều về khả năng diễn xuất của mình, tiểu mỹ nhân sinh năm 2004 đã có phản ứng rất thông minh. Trên trang cá nhân, Lê Huỳnh Bảo Ngọc đăng tải video ghi lại chuyến tham quan vườn thú ở phim trường Hoa Khôi Nhí Cần Thơ, diện những bộ cánh xinh đẹp vui vẻ kể về những trải nghiệm đáng nhớ. Bên dưới phần bình luận, khán giả dành nhiều lời khen ngợi cho ngoại hình và khả năng ăn nói duyên dáng của cô bé. Bên cạnh đó, một ý kiến lại đưa ra nhận xét khá nghiêm khắc. Cụ thể, người đề cho rằng Lê Huỳnh Bảo Ngọc khơi điệu, diễn xuất cũng vô vị vì khác với con người thật. Bình luận trên cũng nhấn mạnh rằng đây chẳng phải là lời khen cũng không chê bai Hoa Khôi Nhí Cần Thơ. Thật ra cô thấy em hơi điệu so với bình thường, em rất xinh đáng yêu, nhìn em cô rất thích, nhưng khi em diễn cô lại thấy thật vô vị bởi không thật với con người của em. Có thể lời của cô không phải là lời khen, nhưng cũng không phải là lời chê đâu nhé. Theo cô, thần thái tự nhiên em sẽ có một nét đặc trưng riêng biệt, một khán giả chia sẻ. Lê Huỳnh Bảo Ngọc không né tránh lời góp ý này mà còn đáp trả rất khéo léo, thông minh. Giải thích về diễn xuất của mình, cô bé cho biết vì trái tính cách bản thân nên rất khó để tự nhiên, hiện tại chỉ đang muốn tự thử thách. Hoa Khôi Nhí Cần Thơ cũng rất mong có những lời nhận xét thật lòng như vị khán giả này để hoàn thiện mình hơn. Dạ, con cảm ơn cô đã góp ý ạ. Đóng vai trái với tính cách của bản thân sẽ rất khó để diễn tự nhiên được ạ. Bảo Ngọc chỉ muốn thử thách bản thân của mình thôi ạ. Tương lai nếu còn may mắn nhận được vai diễn đúng với tính cách bản thân của mình, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ạ. Dù sao, Bảo Ngọc cũng biết những lời góp ý thật lòng và đóng góp như cô để cố gắng hoàn thiện hơn ạ. Sao Nhí gia đình là số 1 chia sẻ. Nổi tiếng bởi sắc xinh đẹp và tài năng nổi bật ở tuổi 14, Lê Huỳnh Bảo Ngọc còn được khán giả yêu mến bởi tấm lòng nhân ái. Cách đây không lâu, Sao Nhí gia đình là số 1 đã đến bệnh viện thăm hỏi và động viên những người đang điều trị. Thái độ hòa đồng và ân cần của cô bé nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ công chúng. Thương các em và mọi người trong bệnh viện quá cả nhà ơi. Nhìn các em và mọi người đang chiến đấu với bệnh tật, thật sự không kìm được lòng mình. Bảo Ngọc có một chút quà nho nhỏ và những lời hỏi thăm, cầu chúc cho tất cả mọi người và đặc biệt là các em trong bệnh viện thật nhiều sức khỏe, kiên cường vượt qua khó khăn bệnh tật nha, Hoa Khôi Nhí Cần Thơ bày tỏ. Phản ứng khéo léo và thông minh của Lê Huỳnh Bảo Ngọc trước lời góp ý thẳng thắn ghi điểm với khán giả. Chỉ mới 14 tuổi nhưng cô bé đã hoàn thiện nhan sắc và khả năng ứng xử, tương lai chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký khi tham gia các cuộc thi nhan sắc.